Chúng ta cùng chào đón hai diễn viên trẻ Quốc Khánh và Phương Lan. Anh định nói là bữa nay không biết là ai thắng ai thua, chứ chắc chắn anh Trung là thua bốn em rồi. Dạ, tụi em là người nhà với nhau. Dạ. Ra là Quốc Khánh hôm qua xin qua nhà em ngủ để sáng nay đi quay chung mà. Chở đi nữa. Đi chung xe. Ăn chung đồ ăn của em, ngủ chung giường, đi chung xe, tắm chung một chỗ. Khoan, từ từ em thắc mắc một người mà hiện tại đang rất là nổi tiếng luôn mà. Phải mượn tiền rồi qua nhà ngủ chung, ngộ ăn ké. Trời ơi. Em ơi, như thế mới nhanh giàu. Hèn chi người phốt phát quá. Không, cái gì cũng phải cần tích lũy. Anh nhìn trông mũm mĩm như nhau đấy. Này bạn số 4 ơi, đây có phải là họ hàng người quen của bạn không? Không phải à? Mà sao ánh mắt con kỳ thị chú? Ánh mắt đi. Thôi không có cộng. Cũng đúng thôi, con là thỏ, còn chú này bên họ nhà Hà Mã. Bên họ nhà Hà Mã. Bên họ nhà Hà Mã. Cho hai chị em tụi tôi chọn cho. Ok, chọn đi. Bây giờ hai chị em mình chọn đồng thanh nha. Ok. 1, 2, 3. Số 4. Hoài luôn. Yeah. Ok, vậy cho em chọn số 2 à. Em rất tốt. Số 4 đi. Không số 4 tôi ở đây luôn á. Đúng rồi á, tôi không có gì quay mặt ra đâu. Mình tiếp tục chương trình với anh. Dạ. Số 2. Mọi người có nghĩ gì Trung không? Có. Có. Bây giờ đếm 1, 2, 3 nha. Rồi nói thử cùng nha. Cùng nhau đọc cái số đó nha. 3. Thế là 1 hả Khánh? Sao Khánh nó nghĩ gì Trung? Bây giờ em suy nghĩ là em nghĩ có thể là bé số 3 này. Bé số 3 rất là muốn nhảy rồi. Nãy giờ mới chịu nghe tức ghê á. Cười nghe, cười nghe. Đâu rồi, đâu nhảy.